mẹ Ngọc Sơn vượt bạo bệnh sau khi được đưa từ Mỹ về nước cách ly điều trị. Mẹ Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng, các chiến sĩ ở nơi bà đã cách ly 14 ngày sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, đồng thời, bà dành sự cảm kích, tri ân các bác sĩ. Bà Loan tâm sự, Ngọc Sơn không chỉ là người con có hiếu mà còn sống hiền hòa, hết lòng vì gia đình. Chính anh là người đã giúp đỡ, hỗ trợ các anh chị em ruột từ việc đi học cho đến gây dựng sự nghiệp, mua nhà. Có những thời điểm anh gánh vác cả gia đình trên vai. Ngọc Sơn từ nhỏ đến lớn đều hiền lắm, không lớn tiếng với ai bao giờ. Ngọc Sơn thay mặt cha mẹ để lo cho chị em đến nơi đến chốn. Trước khi, thời điểm mới vào nghề, Ngọc Sơn phải đi làm cực khổ, tôi thấy thương con nhiều lắm. Mỗi lần đọc được một bài báo chê bai Ngọc Sơn là tôi buồn đến suốt đêm không ngủ, phát bệnh luôn. Ngọc Sơn là đứa hiếu thảo, luôn cư xử phải đạo, kiếm được bao nhiêu tiền cũng mang về đưa hết cho mẹ. Hiện tại, trong thời điểm dịch Covid-19 mà tôi lại đang bệnh trong người nên không muốn tổ chức sinh nhật trình trang. Dù vậy, các con vẫn muốn mang lại niềm vui nho nhỏ cho mẹ để tôi vui vẻ và có sức khỏe, bình phục tốt hơn. Tôi rất cảm động vì hành động của các con. Cho đến bây giờ tôi muốn sống lâu hơn nữa để nhìn con tôi ngày càng được yêu mến, bà Loan nói thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.